Có bao giờ bạn tự hỏi chúng ta đang hít thở gì mỗi ngày? Tôi luôn thấy những người thân phải đeo khẩu trang, che chắn kỹ lưỡng mỗi khi ra đường để bảo vệ bản thân khỏi khói bụi và ô nhiễm không khí. Tôi là Giang, sinh viên năm cuối ngành kinh doanh quốc tế. Đây là Tuấn, đồng đội của tôi, là một kỹ sư công nghệ trẻ. Chúng tôi vẫn luôn suy nghĩ, liệu có thể nhìn thấy những gì trong không khí mà chúng ta đang hít thở? Làm sao chúng ta tránh được những con đường kẹt xe và đầy khói bụi? Làm sao để có bầu trời xanh trong trở lại? Đặt câu hỏi để nỗ lực tìm câu trả lời. Với những công nghệ sáng tạo về cuộc sống, chúng ta có thể làm được. Bosch đã giúp chúng tôi hiểu hơn về không khí và tình hình giao thông xung quanh chúng ta. Máy đo chất lượng không khí của Bosch với cảm biến giúp giám sát chất lượng không khí và mức độ nguy hiểm của các thành phần ô nhiễm. Cùng với đó, dữ liệu phân tích từ camera thông minh của Bosch giúp ta hiểu được tình hình giao thông trong thành phố. Bộ đôi hoàn hảo này mang đến những thông tin chính xác và truyền cảm hứng để chúng tôi đưa ra giải pháp sáng tạo của riêng mình. Giúp nhận biết các dấu hiệu khi không khí ô nhiễm, nhanh chóng xác định những con đường đầy khói bụi và kẹt xe, gợi ý những lộ trình mới sạch đẹp và trong lành hơn. Nếu chúng ta nhìn thấy được vấn đề, ta sẽ giải quyết được nó.